lần nữa cả nhà mình hát. Ôi đẹp chưa? Để cho thứ bảy chủ nhật cuối tuần thì nhà mình có đi camp thử, đi cắm trại ở cái đảo Awaji. Đảo Awaji ở cái khu vực bên mình cắm, bọn mình đang cắm trại thì chỗ này nó không mất phí vào, được cắm trại qua đêm, được barbecue. Nó là một cái công viên có một cái hồ, ở cạnh một cái hồ thì bên bọn mình cắm trại sát cái hồ, thành ra là tiện thể đem theo thuyền đi chèo thuyền luôn. Ở đây người ta không cho thuê thuyền đấy, và đây bây giờ là mình đang chèo thuyền đây này nhá, thấy mình đang chèo thuyền không? Thì ở khu vực này cuối tuần, khu vực này cuối tuần người ta tới đây cam phự rất là nhiều, như cái khu vực mình cắm hôm qua là cũng phải 7-8 hộ người ta cắm trại ở đấy. Thì nếu mà bạn nào mà thích, bạn nào mà muốn đến địa vị trí này thì mình sẽ ghi cái địa chỉ chính xác ở dưới cái mô tả video để có thể mà đến được. Bãi này hoàn toàn là free nhá, nhưng mà nó có một cái ưu điểm là bãi free nhưng có vẫn có nhà vệ sinh, nó nằm ở trong công viên. Thế nên là ai mà có nhu cầu đi vệ sinh thì không, một là ra thiên nhiên, hai nữa là vào nhà vệ sinh thoải mái không lo, cuối tuần thư giãn, đi cắm trại thư giãn, ngủ qua đêm khách sạn ngàn sao. Khách sạn rất là nhiều sao, có nếu mà đã có sẵn có điều kiện nữa thì làm cái thuyền đi chèo này rất là vui. Ở trên chán thì xuống nước, không ai cấm cả. Rồi đến nếu mà có thích câu cá nữa thì cá ở đây như hôm nay mình câu thì nó chỉ có khoảng cá nó chỉ bằng nửa cái bàn tay, bằng nửa cái bàn tay thôi, nó không to lắm nhưng mà nhiều, cá rất là nhiều. Khu vực này thì không có chỗ chơi dành cho trẻ con, không có chỗ chơi dành cho trẻ con, nhưng mà đến đây cuối tuần đến đây thư giãn thì thoải mái. Nói chung là mình thấy là thích, có khi lần sau lại đến đây lần nữa. Rất là mát mẻ, buổi tối thì xe lạnh, đi nhớ mặc áo ấm, bởi vì chỗ này là khu vực núi, khu vực núi thì buổi tối sương nó xuống nhiều lắm. Gần như chỗ này mình thấy có vẻ hầu như chắc là người Nhật người ta biết người ta đến đây là nhiều hay sao á, chứ người Việt thì mình không thấy. Hôm qua cũng nhiều tốp cắm trại lắm nhưng mà không thấy có ai người Việt ở đây. Dịch nữa, được cái là ít người đang dịch thế là không lo. Nếu mà đi cắm trại ở những cái chỗ đông người thì mùa này cũng hơi hạn chế thật, nhưng chỗ này ít người. Mình sẽ để link của cái địa chỉ này ở bên dưới, bạn nào mà quan tâm thì có thể đến đây nhé. Xin chào, hẹn gặp lại. Mata ne.